sẽ có một quả bom băng được ném xuống. Điều đang cần, điều đã ném. Hay, ui, hay thế nhở, quả bom băng. Quả bom băng mà quả... Hay, ui. Cái tình huống vừa rồi là ném nết đấy chứ. Lại tiếp tục là có người nữa. Ôi, Điều lại bị kích hoạt kỹ năng Sonya rồi. Liệu rằng có cứu được hay không đây. Dimitri đã được kích hoạt. Điều rất khôn khéo, phải nói rằng một tình huống xử lý rất khôn. Ảo thật đấy. Anh chàng này đã sử dụng Dimitri để có thể rơi xuống ở phía bên dưới, vẫn trong vùng an toàn và để có thể thoát đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn cùng nhau quay trở lại với Zika Play. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới với một series cực kỳ là lôi cuốn. Đó chính là đột nhập livestream tuyển thủ. Ngày hôm nay thì Zika muốn giới thiệu với các bạn một tuyển thủ vô cùng nổi tiếng, cũng như có trình độ top đầu, nhưng không phải ở khu vực Việt Nam, mà đó sẽ là khu vực của Thái Lan. Anh chàng này có tên là SP Điều. Đây là một trong những tay sniper top đầu của khu vực Thái Lan. Và hãy cùng nhau tới với một trận đấu danh của anh chàng này để xem Điều sẽ có những màn xử lý ra sao nhá. Còn bây giờ, let's go. Đi ngay để xem anh chàng này có màn thể hiện như thế nào. Thôi nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với đảo để xem Điều sẽ có màn thể hiện như thế nào. Với một lối chơi đến từ vị trí là sniper chắc chắn rồi, với những cái combo như là cầm pet chim này. Thường thường ấy thì các bạn cũng đã biết rồi về cái vấn đề là ai sẽ là người cầm pet chim đến từ từng đội tuyển, thì những vị trí như là sniper rất được ưu tiên về việc là cầm pet chim để hỗ trợ cho việc nhảy sớm cũng như là nhảy xa ở trong mỗi màn đấu. Và chúng ta khi mà tới với map đảo quân sự, chính xác hơn đó là map đảo sa mạc, thì Điều sẽ sử dụng cho mình kỹ năng của Moko để đánh dấu kẻ địch, Nairi để tăng độ bền của những cái quả bom keo, tiếp theo đó sẽ là Sonya. Thôi xong, con Sonya này kích hoạt rồi. Kỹ năng chủ động sẽ là con Dimitri. Có vẻ rằng là hơi khó dành cho Điều rồi. Điều vừa rơi xuống lại bay màu luôn. Để xem những người đồng đội của Điều có thể cứu được vị trí của Điều hay không. Và đây là ông Support Blood. Tôi không biết đọc tiếng Thái lắm, các bạn thông cảm. Để xem nào. Bên này thì chúng ta có đó là một thành viên đến từ vị trí của số 1 của team của Điều. Vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng. Mới chỉ có đó 100 xu thôi. Điều rất đen. Cái tình huống đó Điều nhảy xuống mà Điều không có súng. Và bây giờ thì những người đồng đội của Điều cũng đã có những cái lượng trang bị ban đầu, nhưng chưa phải là những cái khẩu súng quá mạnh. Chúng ta vẫn còn đó là 3 người chơi đến từ đội hình của Điều. Một đây rồi, đã có tình huống cứu trở lại. Điều sẽ quay trở lại ván thi đấu lần này. Đây là một tình huống cứu đến từ khu vực vùng cứu. Nó ở gần với khu vực khu doanh trại. Điều sẽ rơi xuống. Và sẽ chỉ có đó là một khẩu lục mà thôi. Liệu rằng có gặp ai không đây? Nếu như Điều rơi ở cái khu vực này thì không phải là một khu vực quá khó khăn, bởi vì là một mình bản thân sẽ loot được khá nhiều đồ, chứ còn cả một team thì nó sẽ khá ít. Điều cũng đang bắt đầu có những khẩu súng ban đầu rồi. Sẽ có một khẩu G36 ở trong tay hiện giờ. M24, một khẩu rất quen tay với vị trí của Điều. Hãy cùng chờ đợi xem Điều sẽ làm gì ở trong game thi đấu lần này. Điều nói tiếng Thái thế nên là tôi cũng không hiểu là Điều đang nói gì. Chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét về kỹ năng cũng như là những cái màn thể hiện đến từ vị trí của Điều thôi. Trang bị ban đầu sẽ là một khẩu G36 cộng thêm với đó là một khẩu M24. Đã có súng bắn cáp được trang bị. Vòng bo của chúng ta, nếu như các bạn để ý thấy ở nãy mà nãy Điều có mở lên ấy, thì vòng bo đấy, các bạn nhìn thấy không? Vòng bo nó đang siết về ở phía bên tay phải của bản đồ. Và bây giờ thì sau khi đã có những lượng trang bị ổn, thì tôi nghĩ rằng là Điều sẽ tới với khu vực mà vị trí của Kina 77 đang đứng để có thể cover cho anh chàng này. Nãy thì Kina 77 đã có những cái tình huống đứng vùng cứu để cứu được vị trí của Điều. Và nếu như bạn nào hỏi về những cái thành tích mà Điều đã đạt được, thì Điều đã rất nhiều lần đã có những cái thành tích vô cùng là nổi trội ở trong những cái năm trước ấy, khi mà thời điểm mà Điều còn khoác cho mình màu áo của Nigma Galaxy ấy, thì Điều đã từng có top 1 của Free Fire Pro League Thái Lan Season 7 này, Lidoma Asia Cup, và cũng đã giành được rất nhiều những giá trị tiền thưởng. Và đừng quên rằng là ở vị trí top 3 của Free Fire World Series Bangkok 2022 thì Điều đã nhận được giải thưởng, là chính xác hơn là đội tuyển của Nigma Galaxy đã nhận được tổng giá trị giải thưởng là $100,000. Thế nên Điều cùng với những người đồng đội của mình đã rất nhiều lần
có cho mình những cái thành tích vô cùng là ấn tượng. Còn về màu áo hiện tại thì Diu mới chỉ có một cái thành tích duy nhất, đó là top 4 của Free Fire League Thái Lan 2023 Mid Season, và có một cái số giá trị giải thưởng nó cũng không phải là quá lớn. Đây rồi, có những tình huống giao tranh ban đầu rồi. Đây là một góc đứng ở phía bên trên cao. Chúng ta có thể thấy được rằng là đối phương đã đặt ra cho mình một quả keo. Đối phương cũng sẽ sử dụng Nairi để có thể là tránh việc mất quá nhiều lượng tài nguyên. Sẽ có một quả bom băng được ném xuống. Diu đang căn, Diu đã ném. Hay, ui, hay thế nhở. Quả bom băng, quả bom băng mà quả... Hay, ui, cái tình huống vừa rồi là ném nết đấy chứ. Lại tiếp tục là có người nữa. Ôi, Diu lại bị kích hoạt kỹ năng Sonya rồi. Liệu rằng có cứu được hay không đây. Dimitri đã được kích hoạt. Diu rất khôn khéo. Phải nói rằng một tình huống xử lý rất khôn. Anh chàng này đã sử dụng Dimitri để có thể rơi xuống ở phía bên dưới, vẫn trong vùng an toàn và để có thể thoát đi. Nhưng với lượng máu là 20 máu, liệu rằng có thể thoát ra khỏi cái khu vực giao tranh nhạy cảm như thế này hay không đây. Và chúng ta lại có thể thấy được rằng là những sự kinh nghiệm, những sự gọi là cáo già được thể hiện đến từ vị trí của anh chàng ESP Diu. Diu mới chỉ tham gia vào một mùa giải đến từ đội hình của ESP Esports mà thôi. Mà tôi vẫn nghĩ rằng là Diu sẽ cần phải hòa nhập hơn cùng với đội hình mới như thế này để có thể mang lại những cái kết quả ấn tượng. Tiếp tục là những tình huống áp sát. Ui, chờ đối phương di chuyển. Và bây giờ thì Diu có thể làm sẽ bắn ngược trở lại để có thể mang hạ gục. Và đó sẽ là điểm hạ gục đến từ khẩu Thompson thì phải. Đây đã là một khẩu Famat 3 chip. Đây chính xác hơn đó là khẩu Famat dạ xoa. Điểm hạ gục thứ 2 trong game thi đấu lần này dành cho vị trí của Diu. Người đồng đội của Diu đó là vị trí của Kina 77 đã phải nằm xuống. Một tình huống sửa giáp, di chuyển rất khôn ngoan. Liệu rằng có thêm điểm hay không đây. Bắn với khẩu Famat, tại sao lại không rút. Không 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 không, đối phương cũng đã bị nốc. Đối phương đã phải kích hoạt kỹ năng Sonya. Và bây giờ thì Diu sẽ xử lý ra sao ở trong pha giao tranh lần này. Một quả liệu ăn mòn đã được ném ra. Tiếp tục nhồi đạn vào đến từ khẩu Famat 3 chip. Áp sát đã có. Xử lý rất gọn gàng, đối phương không thể chống trả được trong pha giao tranh vừa qua. Và bây giờ thì sẽ là điểm hạ gục thứ 3 trong game thi đấu lần này. Rất nhiều lợi thế dành cho Diu. Sẽ đổi sang một khẩu cho gòn. 900 xu đã có. Thừa cơ hội để có thể cứu được Kina. Và máy bán hàng cũng đã có mặt tại đây. Vẫn chưa thấy có những tình huống cứu đến từ vị trí của Diu ở trong pha giao tranh lần này. Hình như là Diu muốn dồn toàn bộ tài nguyên. Không, vẫn không mất lượng xu nào. Nhưng tại sao Diu lại không cứu vị trí của Kina nhỉ? Hay là đang có một ai đó được cử ra để cứu được vị trí của anh chàng Dina? Đây, bây giờ mới cứu. Đùa bạn bè với nhau làm này thì khó xử thật. Tôi thật với anh em mà khả năng cao là tôi nhìn thấy đồng đội tôi mà đứng gần mấy cái máy bán hàng ấy có xu nhưng mà lại không cứu, khả năng cao là tôi cũng gọi là hơi bị gọi là bực mình đấy. Nhưng mà thôi, đây là người gọi là người ta có cái tự sự chuyên nghiệp cao, khả năng cao là người ta cũng đã tính toán. SPD đến từ Hòm Thính nhưng quyết định là không nhặt, bởi vì đây là một khẩu SPD thường chứ không phải SPDE để có thể nâng cấp. Có địch đang chạy trước mặt. Diu chưa phát hiện ra hay chăng? Diu bây giờ mới đang bắt đầu nhìn thấy. Diu quyết định là không chơi. Đây rồi, đây rồi, đây. Bây giờ mới chơi, bây giờ mới chơi. Bắn lỗi, bắn lỗi, bắn rất nhiều viên lỗi. Mù mắt quá Diu ơi. Ai đó đưa cho Diu một cái khẩu súng tỉa nào đó đi. Diu cũng đã phải kích hoạt kỹ năng của Dimitri. Và bây giờ thì Diu không còn nữa rồi. Lần thứ 2 trong game thi đấu lần này Diu phải lên bảng đếm số. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu rằng là bao giờ thì Diu sẽ được cứu trở lại trong game thi đấu lần này đây. Kina đến từ đội hình của Diu đã vừa cứu được đã vừa hạ gục được một mạng hạ gục. Chúng ta có thể thấy được rằng là Diu vẫn đang tính toán về những lượng thời gian nhất định ở trong game thi đấu lần này. Và có vẻ rằng là người đồng đội của Diu cũng sắp cứu được anh chàng này rồi. Tình huống di chuyển. Ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi, các bạn có thể để thấy về lượng đam Diu gây ra là vô cùng là lớn. Nhưng mà cũng hơi đen về việc là đối thủ cũng đã gây ra gần 400 đam ở vị trí của Diu, khiến cho Diu không thể đứng vững được. Và đó là cái kết dành cho vị trí của Diu ở lần sinh tồn thứ 2 ở trong cái game thi đấu lần này. Không đủ xu để có thể cứu. Sẽ là một tình huống không đủ xu, cũng không có máy bán hàng rơi từ trên cái máy bay xuống để có thể sử dụng 200 xu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Tôi nghĩ rằng là ở thời gian hiện tại,
cái khu vực mà các thành viên đến từ đội tuyển, à không, chính xác hơn là đội của Dew đang lựa chọn. Ui, tôi vừa định nói là không có quá nhiều sự khó khăn thì ngay sau đó thôi đã có một ai định Innova tại đây rồi. Người chơi này cũng đã mất khá nhiều máu. Đối phương đang đẩy vào. Người đồng đội của Dew đã có điểm hạ gục khi mà sau khi đối phương mất con Sonya này. Phải nói rằng là thời gian gần đây các bạn ý thấy nhá, rất nhiều người chơi sử dụng cho mình kỹ năng của Sonya bởi vì nó quá lợi thế trong những pha giao tranh tầm gần. Và đặc biệt hơn cả những người chơi súng tỉa như Dew ấy, thì khi mà các bạn bị ảnh hưởng, các bạn bị knock, các bạn bật kỹ năng của Dimitri hoặc các bạn di chuyển tới những vị trí của những người đồng đội của mình, thì tôi nghĩ rằng con Sonya này hoàn toàn là vô cùng có lợi. Bây giờ thì Dew sẽ tới với khu vực khu doanh trại, nơi mà ít nhất đang có hai team đang bắn nhau. Sẽ cần phải có những sự khôn ngoan trong pha giao tranh lần này, thay vì cái việc là sẽ phải nằm xuống vị trí lần thứ 3 trong game thi đấu đó. Tiếp tục là một tình huống ám sát. Ôi không, hai người à? Dew có một điểm hạ gục. Ôi Dew nốc rồi. Rất khó game này, Dew hơi tạ. Phải nói đúng là game này Dew hơi tạ thật. À, nhưng mà người đồng đội của Dew cũng đã có 400 xu, có vẻ rằng sẽ cứu được sớm thôi. Một bán đấu có nhiều sự khó khăn dành cho Dew rồi. Đây, sẽ được cứu đây rồi. Ơ, à, Kina ta không đủ xu. Kina có chỉ có đó là 100 xu mà thôi. Bây giờ thì sẽ là những tình huống cứu đến từ hai người đồng đội còn lại. Một vòng bo đang thu về ở gần những khu vực mép sông như thế này, rất nhiều thính để có thể giúp cho Dew nhặt được ở trong pha giao tranh hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Dew sẽ lựa chọn cái phương án nào đây. Một hòm thính mang lại cho Dew một khẩu Groza X, nhưng đối phương cũng đã đẩy vào đây. Rất dễ Dew phải lên bảng. Ơi, may quá. Bắn hai viên vào đầu với hơn 90 đam. Đã có thêm một cây MP40 nữa rồi. Ui, tính ra là pha nhảy vừa rồi là rất thời nha. Ấy, Dew lại quyết định chơi à? À, đối thủ có trong cái căn nhà này. Ai, một ai đó. Không, chính xác hơn là hai. Dew sẽ phải nằm trong pha giao tranh này hay chăng? Có Dimitri. Rồi, đã được cứu trở lại nhưng thoát ra làm sao đây? Thật sự là rất khó dành cho Dew. Game thi đấu. À, có những người đồng đội đã tới đây, có cả M79 nhưng Dew sẽ không nhặt. May mắn là có đồng đội gánh. Phải nói rằng game này Dew đúng là được đồng đội gánh khá nhiều về mặt gọi là hỗ trợ cứu. Solo khả năng cao là đi rồi. Solo squad khả năng cao là Dew đi rồi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là về việc là solo squad thì Dew sẽ chuyển từ sniper sang tanker nhiều hơn. Cái giáp 4 của Dew gọi là hỏng, không thể nào hỏng thêm được nữa rồi. Chỉ cần một vết xước thôi. À đây, đã phát hiện ra một người chơi, đặt ra cho mình một quả keo. Tiếp tục sẽ tình huống áp sát. Đây là khẩu MP40 bích vàng. Một tình huống áp sát khiến cho đối phương đã phải nằm xuống. Mặc dù là chỉ là đam vàng thôi, nhưng có vẻ rằng đối phương cũng đã yếu về lượng, cả lượng máu và lượng giáp. Một vòng bo còn 28 người các bạn ạ. Ui, nâng lên 27 rồi này. À không, vừa tụt mà. 8-1 mà. Ok. Bắn tốt, bắn toàn đầu. Tiếp tục sẽ điểm hạ gục. Ui, có AVKM. Ui, thôi xong rồi. Thôi xong các bạn ơi, tôi nghĩ là cái kết là đây. Cái kết dành cho các đội tuyển khác là đây. Khi mà Dew đã có một khẩu súng quen tay, sẽ sử dụng máy phóng mini để đi đâu đây? Hướng tới đó sẽ là, tôi đoán nhá, tôi đoán là 400 xu này sẽ mua cho mình một cây M82B. Tôi đoán là như thế đấy. Để xem nó có phải là điều mà tôi đang dự đoán hay không. Dew sẽ cần phải bơm máu nhanh bởi vì đây là một vòng bo siết rất đau rồi. Để xem Dew sẽ mua gì. Chính xác, mua một khẩu M82B. Này thì nhầm. Bắn thế này thì đỡ thế nào các bạn, bắn toàn đầu thôi. Từ nãy giờ là kể cả là sử dụng MP40 hay là sử dụng những cây súng tỉa thì Dew vẫn bắn toàn đầu. Một tình huống misspeak ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Tiếp tục lại là đầu. Bắn khét quá Dew ơi. Ôi Dew ơi. 30 máu này, Dew cần bình tĩnh. May mắn thay có con Dimitri ở đây. Đối phương không thể gạt được Dew. Đã có những quả keo để có thể che chắn. Đấy các bạn thấy không? Lợi ích của việc kết hợp giữa Dimitri cùng với một vài nhân vật như là Sonya đấy. Thật ra cái quả đấy là có Sonya hay không thì Dew vẫn sống được. Ui, lại đầu tiếp. Cái gì vậy hả ông Dew ơi? Bắn thế này thì ai thở nữa?
Chỉ còn đó là 9 người chơi. Deal đã có cho mình 9 kill rồi. Có thể nâng thêm được về tổng số mạng hạ gục hay không? Rất căng thẳng. Vẫn còn đó là 2 người chơi. Một thành viên đến từ đội hình của Deal đã phải nằm. Đó là vị trí của Kina. Kina, một trong những người mà ngày thi đấu hôm nay đã có rất nhiều những tình huống cứu Deal à. Bắn mid, chính xác hơn là người đồng đội của Deal đã gạt được đi. Và đó là cái Buya giành siêu huyền thoại ở trong ván thi đấu vừa rồi. Hơn 5.000 điểm, rất đẳng cấp đúng không nào? Vậy là chúng ta đã khép lại game thi đấu đến từ vị trí của Deal với tổng số bảng hạ gục lớn nhất trong game thi đấu vừa rồi với hơn 6.000 nam. Các bạn thấy sao về màn thể hiện của SP Deal đến từ đội hình của SP Esports trong game thi đấu vừa rồi? Hãy comment xuống phía bên dưới để Zeeker và mọi người được biết nhá. Đừng quên để lại cho Zeeker xin một like, một đăng ký kênh, comment xuống phía bên dưới về những cái tên mà các bạn muốn Zeeker đột nhập vào livestream trong những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!